là tóc khoai ạ. Đây là tóc ngô chi. Đây là tóc dẹp ạ. Đây là tóc lỗ và đây là tóc nhiều hình dạng ạ. Đây là tóc tròn ạ. Bên em có 10 loại đồ nóng ạ. Đây là hoành thánh và đây là khoai tây muối ạ. Đây là hoành thánh đúng không? Hoành thánh thì nếu mà mình muốn ăn ngon miệng hơn thì mình nên chấm với nước tương. Còn khoai tây muối thì mình nên chấm với tương ớt hoặc tương cà. Cái này sao ạ? Đây là gà sốt tương và đây là kim tóc ạ. Gà sốt tương nếu mà để ngon hơn thì mình nên chấm với mù tạt với cả tương cà hoặc tương ớt ạ. Cái này là cái gì ạ? Đây là rong biển cuốn ạ. Nếu mà để ngon miệng hơn thì mình nên chấm với tương cà hoặc tương ớt ạ. Còn đây là thịt heo chiên xù mini ạ. Nếu mà muốn ngon miệng hơn thì mình nên chấm với cả tương cà tương ớt và sốt mù tạt. Còn cái này cái màu đỏ là... Đây là gà rán gia vị ạ. Và đây là cua rán gia vị ạ. Đây là gà rán và đây là khoai lang chiên ạ. Mặc dù mình nấu rất là lâu nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ dai ở trong, nó không bị bỏ ấy, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thử cái chi tím này nhá. Tóc rất là mềm luôn, mềm và dai, không bị bỏ. Nó có bị khoai, có bị khoai môn ở trong đó. Nó mới hơi hơi ngọt ngọt rất ngon ạ. Đây là tóc bắp các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử. Ở bên trong này nó có phô mai này, lại có thêm một kiểu như kiểu hạt ngô. Ăn bên trong nó rất là ngọt, nó không bị ngọt nhẹ này, rất là ngon luôn. Ở đây thì em cảm thấy rất là hài lòng bởi vì có rất là nhiều tất để chúng ta lựa chọn ấy. Đây là gà rán nè, bây giờ mình sẽ thử với một đạp lông nhé. Gà rất là giòn, ngon. Cái này nó có bị hơi cay này nhé.